Liên quan đến việc một số trường đại học sử dụng tổ hợp lạ để tuyển sinh như là sử dụng khối C để xét tuyển vào ngành kỹ thuật, kinh tế hay là sử dụng khối A để xét tuyển vào các ngành xã hội, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng về luật thì các trường không sai phạm nhưng phải giải trình được tính liên quan, tính hợp lý và sự cần thiết của tổ hợp đó đối với ngành đào tạo. Cụ thể, mặc dù theo quy định của luật giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh nêu rõ các bài thi, môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo. Thông thường ít nhất là một hoặc hai môn thi được coi là môn kiến thức nền tảng để có thể đưa vào học trong chương trình. Trong khi đó thì hiện nay đã có một số trường mà các môn thi hầu hết không liên quan gì đến ngành học. Sau đây là phản ánh của phóng viên chúng tôi tại trường Đại học Bình Dương, nơi đã có 2 năm thi tuyển bằng những tổ hợp lạ và những môn thi trái với ngành học. Toán, lý, tiếng Anh. Đây là những môn thi để vào các ngành xã hội như văn học, xã hội học trường Đại học Bình Dương. Theo đại diện trường, việc có những khối thi phi truyền thống, nghĩa là thi khối A1 cho các ngành khối C, là do các trường được phép tự chủ trong việc tuyển chọn đầu vào. Và theo quan điểm của trường thì việc sinh viên học ngành gì không phụ thuộc vào khối xét tuyển. Xu hướng đào tạo của thế giới hiện nay đó là chuyển dần từ cái cung cấp kiến thức sang cái cung cấp phương pháp, kỹ năng và thái độ. Như vậy thì rất rõ ràng là chuyện mà các em học cái ngành gì đấy, nó không còn phụ thuộc nhiều vào cái khối xét tuyển nữa. Đối với các sinh viên của trường Đại học Bình Dương thì việc thi khối A1 cho ngành khối C cũng không gây khó khăn gì trong quá trình học tập. Có cái khả năng về học toán mà chuyển qua học về ban xã hội như là tụi em thì em nghĩ là bạn sẽ có lợi thế, như là bạn sẽ giải quyết những cái vấn đề mà cuộc sống theo cái cách nó logic, nó thuật toán hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh viên cho rằng việc thi khối A1 để vào các ngành xã hội là thi những môn không liên quan gì đến ngành học. Nếu mà về mấy cái môn mà xã hội thì em nghĩ là nên xếp về khối C với khối D thì em nghĩ là nó hợp hơn. Việc thi tuyển những môn trái ngành học đã được trường Đại học Bình Dương thực hiện từ năm học trước. Theo trường thì đó là quyết định của chính học sinh và đó là tín hiệu đáng mừng. Tự lựa chọn được cho mình cái ngành nghề mà mình sẽ theo đuổi và các em có đam mê trong tương lai thì chuyện đó là quá tốt. Hiện nay những sinh viên thi tuyển trái ngành mới bước vào năm thứ hai vẫn còn chưa thể nói được điều gì về việc tuyển đầu vào trái ngành hay đúng ngành sẽ hiệu quả hơn cho chất lượng đầu ra.